Xin chào các bạn đến với săn sale và đánh giá. Cuối cùng ngày này cũng đến các bạn ạ. Realme GT Neo 5 mình up sang cái phiên bản ROM quốc tế nha. Các bạn có thể xem qua một chút về cái thông tin của máy ở đây. Em này đang chạy trên cái phiên bản Realme UI 4.0 các bạn ơi. Và số bản dựng là 13.1.0.505, dựa trên cái phiên bản ColorOS 13, RAM là 16GB và bộ nhớ trong là 256. Các bạn nhìn thấy gì đây không? Sóng sánh sim sủng rất ngon lành nha, Realme GT Neo 5. Ok chưa? Để test thực tế cho các bạn, mình sẽ gọi một cuộc gọi này. Thôi test thử 900 đi. Em nghe thử nha. Cảm ơn quý khách đã lựa. Ok chưa? Vào game sim rồi, bắt đầu đo luôn. Hiện tại còn 77% pin, chưa bằng kết nối wifi này, độ sáng tầm khoảng 70% và đã bật chế độ GT. Setting đồ họa game sim, mình lấy mức đồ họa là cực cao và 60. Ok, chưa làm gì cả. Cay thật. Hy vọng nhiệt độ nó không nóng như phiên bản ROM gốc. Nó lên 53 độ thì cũng hơi căng anh em. Tầm khoảng 50-49 là ok rồi. Hiện tại FPS vẫn còn ổn định em nhé. Chưa có vấn đề gì cả đâu. Ok. Ôi, thằng này cũng nhanh ghê ta. Bạn ơi. Tình hình này hơi căng anh em ạ. Nhiệt độ nếu mà so với bản ROM gốc nó không khác biệt gì đâu. Rất nóng luôn ấy. Anh đưa ra một vài combo thì vẫn ok. Nhưng mà nhiệt độ nóng quá. Ui. Ui, CPU hiện tại nó lên đến 86 đến 90 độ anh em ạ. Tình hình này nhiệt độ nó phải lên đến 53-54 độ rồi. Nghe năm đợt này chán quá. Ok, mình chơi được khoảng gần 19 phút anh em ạ. Hiện tại còn 65% pin. Nhiệt độ mặt trước 52,8 độ C. Ôi trời ơi. Nhiệt độ khu vực con chip là 50,8. Đây là biểu đồ FPS Genshin ở mức đồ họa max setting cho Realme GT Neo 5 up ROM quốc tế các bạn ạ. Có hai chỗ này là mình có gặp một chút vấn đề liên quan đến chế độ GT thì mình có fix xong rồi nha. Và cơ bản các bạn thấy FPS cũng khá ok đúng không? Tình trạng giật lag trong quá trình mình chơi thì gần như là không có luôn. FPS trung bình 53,7. Mình vào tựa game thứ hai là COD rồi đấy các bạn. Bắt đầu download nha. Về cái mức setting đồ họa này, hiện tại mình sẽ để mức đồ họa là rất cao và tối đa. Còn 72% pin và mình sẽ không bật chế độ GT đâu. COD các bạn chơi thời gian vừa phải thì không cần bật nha. Ok. Bắn toàn hụt. Như vậy là khoản lock sim anh em yên tâm rồi nha. Up sang ROM quốc tế là nó nhận sim ngon lành rồi. Còn sau này có cái bản dựng cập nhật khác nó như thế nào thì không rõ. Nhưng mà cái bản này mình thấy ok đấy. Loa trên Neo 5 nghe nhỏ quá các bạn ạ. Đây là mình bật maximum rồi đấy. Lại boss rồi. Tao vừa bắn đấy. Ok. Ok. Chết rồi, không kịp vào boy anh em ơi. Ngóm rồi. Đen lại. Phía trước này, giết thằng này trước. Ui. Đen lại. Còn đúng hai thằng. Ok, mình dừng lại nhá. Chơi được gần 20 phút này. Hiện tại còn 66% pin. Nhiệt độ mặt trước 41,8 độ C.
mặt sau khoảng 39.1. Biểu đồ FSCOD ở mức độ hoạn max setting cho Realme GT Neo 5 ROM quốc tế các bạn nha. Đấy, rất ok, thẳng tắp rồi. FPS cho mình 60.1. Mình vừa có test xong hiệu năng trên Realme GT Neo 5 ROM quốc tế. Một cái điểm mình thấy khác đó là nó không bị lock FPS các bạn ạ. Và về cái mặt trải nghiệm gaming thì mình thấy cũng khá ok. Mỗi tội là về cái mặt nhiệt độ thì nó không có gì khác biệt nhiều so với cái ROM gốc đâu các bạn. Vui mừng được cái ở đây là nó đã unlock được SIM rồi các bạn ạ. Thì các bạn cảm thấy sao về Realme GT Neo 5 ROM quốc tế? Đừng quên để lại comment bên dưới nha. Về thông báo hiện tại thì mình thấy khá ok. Rất cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Một vài sản phẩm so lạnh mình cũng sẽ để đường link ở phần mô tả và bình luận game cho bạn nào quan tâm. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.